kể từ ngày đó anh yêu em. Để qua. Nhưng em có biết em đã gây ra cho anh bao nhiêu đớn đau, khốn khổ, đẩy anh vào một cuộc sống cực kỳ là khốn nạn. Định rồi. Cho đến ngày hôm nay, anh nghĩ rằng anh sinh ra để cho em yêu thương, em nâng niu, chứ không phải để cho em dùng anh như một con ma đa canh suốt ngày em tập công phu. Ừ. Đâu suốt ngày tập công phu. Không suốt ngày tập công phu, mày cứ cay lên cay xuống. Long thể của anh không phải là chỗ để em đánh những đòn chí mạng. Ừ. Mà những cái đòn đó ở trong lưỡi giới lữ phu, em người ta đã phải cấm tuyệt vì nó được gây lên bao nhiêu cái điều khốn khổ khốn nạn. Ừ. Anh chắc không bao giờ quên những đường quyền của em. Những đường quyền của em mà làm cho bộ nhão và hai bu đèn của anh cứ tím bầm. Anh nói đủ chưa? Em cho anh nói lốt hôm nay, rồi không bao giờ anh nói lại những lời kể nữa. Ừ. Sao ông trời tạo ra địa chấn mà em cứ dùng cái mồm và đối pha của anh làm điệp nhân? Lắm mồm mồm em một con ác ôn. Một con vợ ác ôn. Ngày xưa cưới nhau em bảo em cho anh một cuộc sống màu hường. Màu hường đâu? Hường với con khỉ. Ừ. Mẹ, anh thấy nó giống màu của củ nghệ, màu hường với màu hò cái gì. Ừ. Chẳng màu hường đấy chắc là gì. Nói đủ rồi. Ừ. Nói đủ chưa hả? Cười lại điều cười ngày xưa mới gặp em nào. Dần đá cái ít mẹ rồi còn đâu mà cười. Đâu cười là hoi xem nào. Từ giờ anh sẽ không bao giờ nói với em những câu như anh hứa không bao giờ. Đi đâu? Anh nhìn đến nước kìa. Ngồi im đấy. Đưa tay đây nào. Không có thằng thần kinh nào đưa tay cho em để. Đưa. Mãi bên nhau ạ nha. Thèn thòn phiếp phúc. Đừng đánh em nữa. Không đánh nữa. Nhớ đấy. Nhớ. Chào tất cả các bạn, quay lại với kênh của Khung nha. Hôm nay mình sẽ đi suối và quay cho các bạn xem ở bờ suối Hàn Quốc các bạn nhé. Quay cảnh bắt cá các bạn ạ. Cá tôm các kiểu. Các bạn có khỏe không các bạn? Đấy, nước bên đây rất trong các bạn. Hôm nay là mới mưa xong, nước suối trong veo. Được kìa, xanh biếc. Câu là cắn không? Không, rồi nước nó đầy lắm. Nước cạn tầm này câu là cắn. Câu dung là cắn. Quang cảnh thật là yên bình. Đẹp nhỉ, hồ đẹp nhỉ. Hồ này cục cá hết chê nhau. Và hiện tại là mình đang đứng ở bờ dưới các bạn, đây bờ nổi đây. Đó. Bên dưới này là một cánh đồng.